Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm cáo buộc Trung Quốc tiếp tay để đưa các chuyến hàng chở dầu vào Triều Tiên, dù Trung Quốc nhất mực nói rằng họ không vi phạm các chế tài của Liên Hợp Quốc. Ông Trump viết trên Twitter, bắt quả tang, rất thất vọng là Trung Quốc đang cho phép dầu vào Triều Tiên, sẽ không bao giờ có một giải pháp thân thiện nào cho vấn đề Triều Tiên nếu điều này tiếp tục xảy ra. Một tờ báo Hàn Quốc trước đó hôm thứ Năm loan tin rằng các tàu Trung Quốc và Triều Tiên đã nối kết với nhau bất hợp pháp ở ngoài biển để tuồn dầu vào Triều Tiên. Được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng liệu các tàu Trung Quốc có cung cấp dầu bất hợp pháp cho các tàu Triều Tiên hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tái khẳng định Trung Quốc, kể cả quân đội, nghiêm chỉnh thực thi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Phát ngôn viên này nói mà không cung cấp thêm chi tiết rằng tình hình mà quý vị đề cập đến hoàn toàn không hề tồn tại. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước đã ban hành những chế tài mới nhằm hạn chế sự tiếp cận của Triều Tiên đối với dầu mỏ để đáp lại vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa của nước này. Các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu cấm 90% lượng dầu tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng việc giới hạn tối đa 500.000 thùng mỗi năm và hạn chế dầu thô xuất khẩu ở mức 4 triệu thùng mỗi năm.